ba mấy rồi đang đứng đây là hồi xưa là cầu Cây Gõ nè bác, ngay trước mặt các bác đây luôn. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mấy rồi. Thời giờ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 2022, bây giờ là 9:10 sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C, đổi ra độ F chắc tầm cỡ khoảng hơn 34 độ F. Ba mươi gồ đang có mặt ở đây là con đường này là đường Lê Văn Sung. Bên kia là nhà sách Cây Gõ, chợ Minh Phụng. Nhà sách Cây Gõ hồi xưa đó là rạp Tân Bình, sau này đổi tên là rạp Cây Gõ. Còn chợ Minh Phụng kia thì hồi đó dân ở đây người ta còn gọi là chợ Bình Tiên đó bác. Sau này cũng gọi là chợ Cây Gõ, nhưng mà trước năm 1975 á thì cái chợ đó gọi là chợ Bình Tiên, bởi vì nó nằm kế cái đình Bình Tiên đó. Còn con đường này đường Lê Văn Sung nè, người ta đang làm việc. Con đường Lê Văn Sung này xin thưa bà con cô bác, hồi đó trước năm 1975 nó tên là đường Trương Tấn Vũ. Sài Gòn mình có hai con đường Trương Tấn Vũ trước năm 1975. Một là con đường này nè bác, hai là con đường Trần Nguyên Liệu bây giờ đó, hồi đó cũng là đường Trương Tấn Vũ. Đang đi dây điện. Ba mươi rồi đang đi tới số 314 đường Lê Văn Sung nha bác. Hôm nay mình đi dạo chợ lớn, hôm nay 29 rồi, một trong những ngày cuối cùng của tháng 11 rồi. Trời, thời tiết hôm nay nó nắng ấm lắm bác. Có thấy 30 rồi nó 29 độ đó, bình thường sau 29 độ nắng lắm. Nhưng mà hôm nay 30 rồi có cảm giác là trời nó rất là mát, nó lạnh, nó se lạnh lạnh đó bác, dù có nắng nè. 29 độ mà nó se lạnh lạnh đã lắm. Khí hậu Sài Gòn dạo này đã. Hồi đó ba mấy cậu có nói mà các bác không bao giờ tin á. Đi về chơi Sài Gòn các bác cứ khoái Tết chứ. Thật ra Tết không có đã bằng bây giờ đâu bác. Các bác muốn về mà chơi Sài Gòn mà vui á, các bác cứ bút vé cho ba mấy cậu tầm tháng 11 này. Đến giữa tháng 12 thôi, về chơi một tháng. Đó là số 1 nha bác. Không phải là sinh nhật của ba mấy cầu tháng 11, cái ba mấy cầu kêu bắt về tháng 11 đâu. Nhưng mà cái thời tiết á, nó làm cho con người dễ chịu lắm. Sài Gòn y chang như Đà Lạt vậy đó. Nó cứ lạnh lạnh, se lạnh lạnh mà có nắng là nó ấm, nắng mà nó không có ra mồ hôi vậy đó. Nó vậy á. Nhưng mà đến giữa tháng 12 cái bắt đi về nước lại được rồi. Ngộ lắm, cứ đến tầm khoảng 20 tháng 12 cái bắt đầu với hồi đó ba mẹ còn bị sốc lắm á, cứ nghĩ rằng là chờ Giáng sinh trời này là 24 Noel là mình sẽ hưởng được cái không khí lạnh như đã nha. Rồi ai về đến ngày 22 23 24 thì có nóng bà cố nội luôn, nó ngộ lắm. Mười mấy tháng 12 trời lạnh lạnh đã lắm, ai cũng mong háo hức là chờ đến ngày đêm Noel, trời trời lạnh lạnh mặc áo len đi ra đường. Đường này đường Cao Văn Lầu nữa bác, hồi xưa là đường Lê Quang Thiện. Trùng cái đến ngay ngày Noel nó nóng bà cố. Về tranh 30 rồi đem thử tranh thủ đem cái xe đi thay nhớt với lại là phố Thắng, ra phố Thắng. Đây hồi xưa đó là cái trường học đó bác, cái tòa nhà màu vàng vàng. Hình như 30 rồi không nhầm đó, đây là cái trường mẫu giáo.
giờ bỏ hoang rồi. À, con đường này đường Trần Trung Lập nè. Rồi con đường này đường Phan Văn Khỏe. Đường Phan Văn Khỏe này hồi xưa đó là bến Nguyễn Văn Thành. À, mình rẽ trái rồi bác. Nơi đây có cái cầu Phạm Đình Hổ nè. Rồi bên tay phải đó là tòa hành chánh quận, hồi xưa đó là tòa hành chánh quận 6. À, đây là cái đường Phạm Đình Hổ nè. Ở bên phải 30 độ đây là cầu Phạm Đình Hổ năm xưa. Bắt qua cái con kênh Hàng Bàn. À, khu này là hành hè tỏi. À, bán mấy cái củ hành, củ tỏi nè bác, tím. Củ rừng. Ốc Mỹ 5 trái 20 ngàn. Đổ luôn, sao rẻ dữ nè. Đây là chợ, này là chợ Bình Tây á bác. Mình cuối tháng mình đi xem chợ búa người ta buôn bán. Ủa, có khổ ba cà ớt đó kìa, khổ bắp chiên giòn, xa xíu. Chợ Bình Tây vẫn như mọi ngày. À, đến tập 9 giờ là bắt đầu người dân người ta đi chợ đông nè. Chứ bình thường mai ngồi đi lúc 8 giờ là cũng vắng lắm. Người dân người ta ngồi ăn sáng. Mình bắt đầu giờ bắt đầu khởi động đi làm. Ủa cha khô nè. Ồ bác xem nè, khô. Khô cá giờ ta phơi nè. Cá này biết cá gì đây, giống như cà phê quá ha. Ở đây là bán chợ đồ khô. Cá đó là cái gì nữa ta, sao cá nhiều quá ha, 300.000 ký rồi quá. Đó, bắt đầu người dân người ta đi mua rồi nè bác. Đó, ba mấy cô ấy bắt đầu người ta bán dưa món rồi nè. Đó, bán dưa món về để bắt đầu đi ngâm để ăn Tết dần dần nè. Trời, lòng nó rộn ràng ghê luôn á. Đó, có tôm khô của kiểu mà đặc biệt nhà 30 đồ không ăn tôm khô đâu bác. À, nhiều người thích ăn tôm khô chứ sao 30 đồ không có thích ăn tôm khô. Vợ của 30 đồ đó về cái nấu cũng ăn bỏ canh bỏ tôm khô vô nhiều lắm. À, nhưng mà 30 đồ lại thích ăn canh nấu với thịt bằm nhiều hơn. Mà đó con bả nấu tôm khô bỏ vô tôm khô nghe mùi tôm khô 30 đồ không có ưa lắm. À, nên bà nấu canh cho mình bà ăn à. Mấy đứa con của ba mẹ đồ nó cũng thích ăn canh với thịt bằm hơn. Và sau này cái vợ ba mẹ đồ cái không có mua tôm khô nữa. Chứ thật ra xin thưa bà con cô bác, hồi xưa trước năm 1975 á, ở nhà nào mà có tôm khô là số 1 nha bác, với lại gạo. Sau năm 75 là nhà nào có gạo, Tết mà có gạo có tôm khô là số 1 á. Mua một thùng gạo. Mà thịt bằm á, nấu canh với thịt bằm nó rẻ hơn tôm khô nha bác. Tôm khô coi vậy chứ mắc lắm nha. 600-700 ngàn ký đó, rẻ nhất cũng phải 400. À, con đường bên đây là đường Trần Bình nè. Bên đây thì là ba mươi còn thấy bán nấm, bán mấy cái đậu cây á, con cúc, nấm đâm cô, với lại mấy cái lá ăn quả, củ hoa. Ủa, ở đây nó lại bán một cái gian hàng khác nữa hả ta, bán nấm đông khô với táo tàu nè, nhãn đờ, nhãn nè, la hán quả nè. Thôi chơi vào bên đây bán giống như bán nước mát, thấy bán nấm nhiều, ở đây bán nấm nhiều nè, lúc này bán khô, bán bánh tráng trộn nè, gà xé. Mùa này là mùa
nó cần cần điện tay không nhiều nữa. Cái xây bãi khô này hầu như là mặt ngoài của chợ Bình Tây thì bán còn khô không. Rồi có bác còn nhớ không, ngay đây hồi xưa là có vườn mía nè bác. Ồ ở đâu á, đó đây bán mía nhiều lắm, ngay đây luôn nè, đó cái vườn mía đây nè. Hôm nay ba mình vừa đi, ba mình vừa quên đem áo khoác rồi. Mình thường hay gọi là áo lạnh áo gió ha, à, còn bây giờ mình gọi là áo khoác. Ba mẹ còn nhớ hồi nhỏ thì ba mẹ còn chỉ có hai cái loại áo thôi, một là áo lạnh, hai là áo gió. Còn bây giờ cái từ dinh từ áo gió nó mất tiêu rồi bác. À đây, à, căng rồi. Cảnh sát giao thông nè bác. Quay phim chụp hình những cái xe này nè, đậu sai quy định chết à chưa, đó về là bắt đầu ôm thằng nguội luôn đây, đó quá thấy chưa, tiêu rồi. Ở đây bên tay phải này hồi xưa là cầu Bali Cao nữa á. Bây giờ người ta rào lại nè bác, không cho đi nữa rồi. À đang nạo vét. À nạo vét cái trên nhặt con gặp này nó ghê lắm. Nó thú quắc à, mà chuột không. Ba mới còn có lần quay cho bà con bác xem cái khu ổ chuột á. Đó bác kìa, chuột nó vẫn đang bò kìa. Ồ, sống đây mà chuột bò lúc nhất luôn á. Bây giờ người ta đi nạo vét là đúng rồi đó. Nơi đây hồi xưa 975 người ta bán luôn nhiều lắm. Bên tay trái này hồi xưa là tiệm lưu cút. Nhà dân mà sống chung với chuột đó bác. Để ba mày rồi tính nói chuyện gì ta. Rồi là cái chuyện mà cảnh sát giao thông đó bác. Thì ngày hôm qua thôi, trên đường bây giờ ba mày còn chạy chở tới cho bác đi tới cái chỗ điểm hôm qua ha. Mình đi lại cái mô hình đó luôn. Thì ngày hôm qua cảnh không nhớ ngày nào nha bác. Chợ này là chợ Kim Biên. Thì xin thưa bác đó là bây giờ ba mẹ rồi đang lững lững rồi, bữa đang muốn kể chuyện mà bữa muốn nói gì đến đây. À, bên tay trái này hồi xưa đó là hãng xà bông Cuba nè, vốn chưa phân bền. À, xà bông này nổi tiếng lắm nha bác, cạnh tranh được chơi chung với mấy cái xà bông của Pháp luôn á. Thì hôm qua trên đường đi thì cảnh sát giao thông cũng vậy, bác phát hiện ra một cái xe, nó bị vi phạm luật giao thông, cho nên cảnh sát mới đuổi theo. Nhưng mà cái xe này cũng dạng như ba mày còn không biết là phải siêu xe không nha, thấy cũng dữ dằn lắm. Để ba mày còn kiếm cái con đường thì ba mày còn không cần phải nói địa danh địa điểm ha. Để kể chuyện cho các bác nghe. Cái kiểu này nó cứ dịch hoài. Đây là đường Nguyễn Chí Hiếu nè, hồi xưa là đường Đốc Củ Thoại, bên kia đó là Rạp Hướng Dương đó bác. Hồi xưa đó nữa thì nó gọi là Rạp Đô Thành. Rồi đang xa kia đó là cái cầu Ba Cẳng nha bác. Rồi ok, giờ bắt đầu ba mươi đồ kể chuyện đây.
thì cảnh sát giao thông thổi lại thì lái xe này là bất chấp luôn á, không dừng lại theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, khiến cho cảnh sát giao thông phải lên xe rồi bắt đầu đuổi theo. Và một cái cuộc đuổi ngoạn mục diễn ra. Rồi khi mà tới cái giao lộ mà Trần Tuấn Khải, Trần Hưng Đạo gì đó, hay là đường Quỳnh Mẫn Đạt gì đó, thì cảnh sát giao thông đã chạy lên đường và cúp cái đầu xe lại. Nhưng mà cái chuyện đáng lý tới đây là thấy xong phim rồi đó. Con đường này đường Trịnh Hoài Đức nè, hồi xưa đó là đường Gia Lâm. Đến đây là coi như là thấy xong phim rồi, cảnh sát đuổi theo chặn ngay đầu xe, cúp ngay đầu xe rồi làm sao chạy được nữa. Thì lúc đó hai cảnh sát giao thông mới xuống ha, yêu cầu dừng phương tiện xuống xe. Nhưng mà lái xe này bắt đầu bất chấp luôn bác, tìm bằng mọi cách tông xe luôn, đi liền để luồn quách qua những cái khe hở gì đó, và lúc đó là đụng xe cảnh sát giao thông luôn. Đây là đèn năm ngọn nè. Thì sau khi mà đụng xe xong rồi, chiếc xe cảnh sát giao thông ngã đè lên chiếc xe của người dân luôn. Có nghĩa là ba mấy cậu nghĩ rằng là khi mà cảnh sát giao thông truy đuổi á, thì chắc người dân cũng truy đuổi theo. Rồi đến khi mà người cảnh sát giao thông cúp được cái đầu xe đó thì người dân á, người ta mới đậu xe kế lên luôn. Cho nên mới có cái trường hợp mà cái như là lủi lên rồi mới tông vô xe người dân, chứ làm sao mà xe cảnh sát ngã vô xe người dân được. Đó là ba mươi cầu hình dung thôi nha, chứ không biết có tiền hay không. Đoạn phim đó ba mươi cầu cũng chưa có coi nữa đó. Thì có bác nào có coi rồi, có bác xác minh lại giúp ba mươi cầu nha. Bên đây hồi xưa là đặt hát Trung Hoa nè, con đường Phạm Bân này xưa con đường Lãng Ông nè, bên đó là đường Lãng Ông. Khu này người ta gọi đó là khu Đại La Thiên, nổi tiếng lắm. Tại vì bên tay trái này có thấy nguyên cái dãy nhà này không, hồi xưa đó là nhà hàng Đại La Thiên đó. Nơi đây từng tổ chức tiệc cưới cho nghệ sĩ Thanh Nga với lại Đại Quý Mẫn. Ba mươi người không biết rằng là có các cô chú anh chị và các bạn nào đó từng tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng này không đó bác. Nhà hàng này xưa nổi tiếng lắm, nhà hàng Đại La Thiên. Thì sau khi chiếc xe đó nó rời đi, nó bỏ đi, thế là nó chạy tiếp các bác. Ồ, chạy tiếp, phóng chạy, thế là cảnh sát giao thông lại tiếp tục đuổi tiếp nữa bác. Bị đuổi theo đến cái chỗ đường Võ Văn Kiệt, cái đường Trần Xu á, là chạy ra ngoài đường lớn rồi đó. Thì lần này là cảnh sát giao thông là đã đuổi kịp rồi, mà lần này rút kinh nghiệm như lần trước là ba mươi người thấy là cảnh sát giao thông đã rút súng ra luôn. Đó bác thấy không, buộc cảnh sát giao thông phải rút súng là có bác biết là cái chuyện nó căng như chỗ nào rồi đó. Và khi mà rút súng xong á thì bất định tài xế phải định thần như khoảng mấy mươi giây hay một phút gì đó, lúc đó mới buộc dừng xe và đi xuống. Thì khi mà đi xuống á, thì bắt đầu tại hiện trường hiện cảnh á, thì có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Thì sau khi nghe mà trình bày á, lý do mà tại sao mà phải không tuân thủ chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, thì mới nói rằng là đứa con nhỏ nó đang bị bệnh. Và hai vợ chồng này đang cuốn cuồng lên, hoảng hốt lên để cho mình đưa con mình đi. Thì đây là lúc này là bây giờ là ba mươi cậu mới nói cho các bác nghe một cái bài học này. Một bài học kinh nghiệm mà cái chuyện này chỉ có ở Việt Nam thôi. Ba mươi cậu nói thật. Cảnh sát giao thông nữa rồi bác. Dạo này là gần Tết rồi, cảnh sát giao thông buồn dữ lắm. Một chiếc xe này đổ sai quy định nè. Xuống xuất trình giấy tờ. Thêm chiếc này nè, chiếc này mà không chạy đi là lát nữa lên nó lụm luôn nè. Rồi con đường này là đường Triệu Văn Phục nha bác. Đường Triệu Văn Phục hồi xưa tên đường Vẫn Đông nè. Đây Bắc Á Băng nè bác. Cái chỗ này hồi xưa là tiệm mì đó bác, tiệm nước. 30 giờ thường buổi sáng tầm giờ này thường ăn hủ tiếu Mỹ đây nè. Hồi đó nha bác, chứ bây giờ không ăn nữa. Bây giờ có đâu nữa rồi ăn. Rồi đây là nổi tiếng là phố Thúc Bắc. Các bác nhìn thấy không, hai bên trái bên phải có nhiều cái chỗ mà mài kim loại nè, mài kéo nè. Xin thưa bà con cô bác, những cái tiệm này là mở sau năm 1975 nha bác. Trước năm 75 là khu phố này không có cái chỗ nào mà mài dao mài kéo đây hết á.
bên tay phải 30 rồi đây là hội quán Tam Sơn nè. Hội quán Tam Sơn này nổi tiếng nhất là cầu tự nha quá. À, gia đình ai mà hiếm muộn gì đó thì có thể vô đây cầu tự, nổi tiếng lắm. À, đó giống như là ngoài Sài Gòn mình có cái chùa Ngọc Hoàng á. Còn ẩm thực Hải Dương nè, nơi đây hồi xưa người ta gọi đó là Thất Phủ Miếu. Mà cái Thất Phủ Miếu này nó cùng thời với cái chùa Bà Tiên Hậu bên đó đó bác. Nhưng mà cái chùa bên đó thì còn, mà Thất Phủ Miếu bây giờ là ngày hàng rồi. Rồi, con đường này đường Triệu Văn Phục tới quán đường Nguyễn Trãi. Bên đây là chùa Ông. À, hội quán Nghĩa An ha. Hội quán Nghĩa An này là của người Triều Châu nè. Và bên kia là hội quán Sùng Chính là của người Tiều. Khoảng ta. Con nghe nó lạ lạ, nó kéo quá miệng dữ ta. Các bác nào có người nhớ được cái hội quán Sùng Chính này là của người nào không bác? Sao ba mấy cô đọc xong nghe nó kéo kéo quá miệng dữ à. À, đây là chợ này là chợ Xã Tây nè bác. Nơi đây hồi xưa người ta còn gọi là Mã Tân Hạn, nơi mà đóng sửa chữa mấy cái xe ngựa. Rồi quay về cái vụ mà đó ha, thì sau khi mà cảnh sát xuống thì nhìn vào hiện trường thì lúc đó là cảnh sát cũng phải rút bỏ súng vô lại rồi, tại vì thấy không có nguy hiểm gì hết đó. Tại vì trong hành động mà chống đối cảnh sát như thế thì cảnh sát có quyền rút súng nha bác. Nhưng mà khi mà xuống xe là thấy tình cảnh của hai vợ chồng và đứa con nhỏ của mình. Rồi sau đó thì cảnh sát cũng mở cái gì ta, mở cái máy kiểm tra thì thấy cũng không có nồng độ cồn. Rồi nói chung là test hết và kiểm tra hết thì không có gì hết, thì cảnh sát mới lập được cái biên bản vi phạm và tránh giao thông nha bác. Thì đó là cái câu chuyện mà đang làm chí lên cái tin tức mà bữa giờ là coi như là hôm qua hôm nay cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí lắm. Con đường này đường Thẳng Đà nè, bên tay trái này là cái cổng của Dinh Sa Tây năm xưa nè, ngay góc đường Nguyễn Trãi Thẳng Đà luôn. Thì câu chuyện ở đây nói ra một cái điều gì đó, đó là người dân mình đó bác, nó làm việc theo cái cảm tính và theo cái sự mà mình cho rằng cái đó là nó đúng. Ở nước ngoài không có đâu bác, ở nước ngoài khi mà có vấn đề gì là cứ gọi lên xe cứu thương nó tới nó chở đi, tại vì cái chức năng của xe cứu thương á nó nhiều lắm, nó chạy trên đường này nọ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng có chứ, cũng có xe cứu thương á, nhưng mà người dân mình thì thường không có thói quen lắm. 30 cầu thấy cái xã hội Việt Nam mình có nhiều cái mà người nước ngoài người ta không dám làm đâu, nhưng mà người Việt Nam mình làm hoài luôn á. Ví dụ đi trên đường có một vụ té xe ngã xe gì đó chấn thương gì đó, xin thưa bà con cô bác, người Việt Nam mình á vô kiểm tra coi, nếu mà nằm đo đường luôn rồi á, nằm hẳn chặn sự lo luôn á, thì người dân ta để nó luôn ha. Còn mà bình thường mà cái như là què tay gãy chân gãy chẳng gãy gì cũng từng biết, nói chung là vẫn còn thôi hết thở đó, là cái thói quen đầu tiên của người dân của mình đó. Ẩm cái người đó lên, kiếm chiếc xe nào đó đi, xe ôm, xe taxi hay xe gì gì đó, bưng qua là bưng người ấy đi ra bệnh viện. À, đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm nha bác. Mà người nước ngoài 30 đô thấy không có gì đó xảy ra đâu. À, nếu mà 30 đô mà ở nước ngoài á, nếu mà 30 đô gặp được cái trường hợp đó, nếu mà thương lắm á, nghĩa là thấy tội quá đó, 30 đô bắt cái chuột điện thoại, 30 đô gọi báo cho police tới thôi. Chứ 30 đô không có dám mà trực tiếp cái tay mình đụng vào đâu nha các bác. Nhưng mà người Việt Nam, Nam mình á, té cái bắt đầu dắt xe người ta vô luôn. À, xin thưa bà con bác, cái hành động của mình thì cứ nghĩ rằng là mình để giải tỏa đường tắt đường cái đó. Nhưng mà 30 đô nói thật, cái đó là cái sai nặng lắm nha bác. Cái đó là mình là vô tình mình xóa đi cái dấu vết hiện trường đó. À, cái hiện trường tai nạn giao thông mà tự nhiên mình đi mà tự nhiên xe ta đang ngã, chỉ khi nào cảnh sát giao thông xuống lập biên bản hiện trường này nọ mình mới di dời nha bác. Ở Việt Nam mình là cái như là ẩm xe ta vô đường luôn, rồi bưng người bị nạn cái bưng đi luôn, rồi đến khi cảnh sát giao thông tới còn gì nữa đâu. Thì thế là cảnh sát giao thông phải hỏi người này người nọ người kia, rồi tái hiện lại hiện trường, rồi đúng
nó phiền lắm. Ta mới rồi thấy cái chuyện đó nó hơi nguy hiểm. Là chưa kể thêm một điều nữa nha bác, người mà bị nạn đó, gãy xương, gãy tay, gãy cẳng, gãy đồi đó, bưng người ta đi. Ba mới rồi từng thấy một cái cảnh mà như một người gãy tay, người ta tay cầm cái tay đó, người lủng lẳng mà đi cho bệnh viện đó, thấy ghê quá. Không có sơ cứu, không có gì hết. À, thật ra mấy cái đó là mình không phải mình giúp người ta, mà nhiều khi đôi khi đó mình còn làm cho vết thương người ta nặng hơn. Phải để cho những nhân viên y tế này bác, à, họ có kinh nghiệm, họ có chuyên môn, họ xuống xử lý. Mình có lòng tốt là mình báo án là được rồi, đừng có đụng vô. À, rồi thêm cái nữa, Việt Nam mình mà khi mà có bệnh cái là họ tí là có bắt nhà xe, nhà dò cứ ôm chạy chở đi bệnh viện đó, nói là cứu người hơn cứu quả. Nhưng mà cái đó nó cũng là một cái sai quá, sai lắm á. Tại vì những cái xe này nó đâu có chức năng chạy đâu. Ba mươi rồi thấy trên mạng có nhiều người á, tôi chở người bệnh đi cấp cứu, tôi có bật đèn khẩn cấp mà tôi vượt luôn đèn đỏ, không biết có bị phạt nguội không. Phạt là chắc chắn rồi. Ai cho anh có những cái quyền mà xe này mà anh vượt đèn đỏ, mà anh đòi bật khẩn cấp, mà anh đòi vượt đèn đỏ, ai cho anh cái quyền đó? Đó, những cái câu hỏi rất là ngây ngô. Bất cứ nghĩ mình rằng là mình chở người bị hại, chở người bị nạn là mình có cái quyền giống như xe cấp cứu, đó là tập bậy nha bác. Dân Việt Nam mình như vậy thôi, mình không nói. Hồi xưa ở đây là đầu dê nè bác. Nhưng ở Việt Nam mình á, cảnh sát giao thông cũng có nhiều khuyến cáo lắm, người ta cũng xử lý bằng cái tình nhiều lắm đó, chứ không phải là cái chấp hành theo cái luật mà như là không có thông cảm đâu. Thì sau khi mà phát hiện ra này bị gì đó thì cũng xử lý hành chánh thôi, chứ thật ra đó cái lỗi này á, xin thưa bà con cô bác á, tông xe cảnh sát bỏ chạy mà tông xe cảnh sát như thế này á, anh này anh còn may nha, chứ ảnh là bị ghép vô cái tội chống người thi hành công vụ là coi như là ảnh dên gì rồi đó, vô tù ngồi nha bác. Trời ơi con hẹn gì mà nhỏ vậy. Ui trời ơi, vừa một chiếc xe luôn. Ui trời ơi, hẹn gì mà nhỏ xíu vậy. Chi bữa ba mày còn không biết vẹo rồi, đúng rồi. Em nhỏ quá. Hôm bữa trước tới phút này đáng lý vẹo lên đây nè, nhưng mà ba mày còn vẹo phải, vẹo trái bên đây. Chi mới ra được. Rồi đây có hàng cây chuối. Cũng may là anh này không có bị ghép vô tội mà chống người thi hành công vụ nha bác. Ghép cái tội đó là vô tù rồi đó. Do đó là cũng thấy là cảnh sát người ta vẫn xử có tình có lý lắm nha, chứ không phải là bạ đâu xử đó đâu. Phải coi điều tra nguyên nhân này nọ. Ở đây cũng nói lên đó, cái điều trong trường hợp á, tại vì cũng có một số người nói á, gọi cái xe cấp cứu nó không bao giờ nó tới đâu, rồi đợi nó tới không chắc đi hốt xác về. Thì ba mươi cô không khẳng định cái chuyện đó nha, không phủ định cái chuyện đó. Nhiều người người ta vẫn lo cho người thân của họ lắm. Thì luật pháp không cấm là xe nhà để chở người thân vô bệnh viện nha bác, vẫn cho phép. Nhưng bên cảnh sát giao thông người ta cũng khuyến cáo á, bây giờ có bác đi ngoài đường á, thấy cảnh sát giao thông đầy mà, khi mà các bác chạy trên đường mà nếu mà trong trường hợp mà xe đông á, các bác cứ dừng lại giúp ba mẹ đồ gặp mấy cái cảnh sát giao thông á. Anh ơi, giờ tôi có con nhỏ như thế này nè, cháu nó bị bệnh, cháu nó đang sốt hay là cháu đang nguy hiểm với tính mạng, giờ anh hướng dẫn giải quyết. Xin thưa bà con của bác, chỉ cần như vậy thôi. Ở Việt Nam mình ba mẹ đồ nói thật, nó khác nhiều nước ngoài lắm, các bác chỉ cần lên như vậy thôi.
30 rồi đó, thật cảnh sát giao thông mở đường cho các bác đi luôn. Rồi các cô chú bác tự động cái xe bình thường của các bác tự động nó được nâng cấp lên thành xe buýt luôn. À, là các bác là cảnh sát giao thông mở đường cho các bác đi. À, những cái chuyện đơn giản thế mà tại vì nhiều người dân mình không có để ý. Bên tay trái này hồi xưa đó là hồ Đường Thủy nè bác. À, còn quẹo tay phải này mình tới hãng Campinos nè. À, đây là chợ Hòa Bình. Đó, cho nên các bác anh chị và các bạn ở Việt Nam các bác lưu ý điều đó. À, khi có chuyện gì á mình có quyền mà. Đó, cái này là cảnh sát là phải có nhiệm vụ, là trong cái luật nó cũng có ghi mà, cảnh sát là phục vụ người dân mà. Cho nên khi mà mình có cái chuyện gì mình cứ yêu cầu cảnh sát ha. À, anh ơi tôi chị vậy ABC đó. Thì một á, nếu mà có thể được thì cảnh sát yêu anh sẽ có quyền chở mình luôn á. Họ lấy cái xe mô tô đặc chủng á, họ chở mình đi cho lẹ. Còn nếu mà trong trường hợp không được thì họ sẽ mở đường cho chúng ta đi. À, cho nên chúng ta đừng có mà làm chúng ta không suy nghĩ rồi dẫn đến nhiều cái hậu quả. Thì các bác thấy không? À, chúng ta nhanh những người cái xe hơi màu vàng đó. Họ nghĩ rằng là họ sẽ chạy nhanh, nhưng mà họ đâu có biết rằng là cái chạy nhanh của họ sẽ vô tình họ gây nguy hiểm cho những người trên đường là một mà. Cái thứ hai nữa, khi mà bị cảnh sát giao thông bắt lại rồi đó, nó điều tra đủ thứ chuyện rồi, nó bị phạt hành chính này nọ, thì cũng có nhanh lên được đâu. Đứa con của họ cũng phải ngồi lại đó thôi để chờ giải quyết. Thì như vậy tưởng nhanh mà hóa ra chậm như vậy. Cho nên người dân ở Việt Nam mình có một cái câu á, là nhanh một giây mà chậm một đời á. Cũng là cái vụ đó cũng liên quan giao thông đó. À, đây là chợ Hòa Bình. À, do chiếc xe trên kia rồi bác thấy không, ở đây bắt đầu nó hốt dọn vô nè. Đó, kéo vô rồi, các bác thấy chưa? Đó, đang kéo vô kìa. Hả? Khổ lắm, Việt Nam mình là vậy đó. Một cái căn bệnh muôn thuở. Đây là một cái căn bệnh muôn thuở nha bác. Không biết chừng nào mới chữa hết. Đó, cái xe xuống cái là bắt đầu cái đẩy vô. Rồi. Xuống cái là bắt đầu tự động dọn vô hết trơn luôn. Thế thì tại sao mà không tự giác dọn vô luôn đi chứ, đứng ra làm cái gì? Đó, các bác thấy ý thức của người dân miền Nam chưa, ý thức của người dân Sài Gòn chưa? Mà xin thưa bà con cô bác á, mấy cái chợ búa này nếu mà các bác mà để ý kỹ lên nữa đi, bây giờ thì toàn là những người lớn ta đi không à. À, các bác thử để ý đi, có cái người trẻ mà đi mấy chợ này không? À, tương lai bây giờ kia mấy đứa trẻ mà đi mấy cái chợ này nó không có đi đâu nha bác. Nó mà đi là đi vô siêu thị nó đi không à. À, rồi những cái chợ này là đa phần là bán cho những người lớn tuổi á. Những người lớn tuổi thì họ lại không thích đi vô siêu thị. Họ nói gì vô trong đó mấy lạnh này nọ rồi thích ăn mắt. À, họ thích đi mấy cái chỗ này hơn. Rồi qua trong đó thì họ không có biết cách đi mua đồ ăn. Trong đó người ta để từng quầy, họ không biết lựa. À, chọn đây họ mua mối, mua men quen rồi. À. Nhưng mà sau này thì ba mẹ còn nghĩ tương lai Sài Gòn nó cũng thay đổi rồi. Khi mà dần dần cái giới trẻ bây giờ nó đang quen dần cái siêu thị á bác. Nó đâu có đi mấy cái chợ này đâu. Thì những cái già mà những người này nè, những người già nè, khi mà họ mất đi rồi. Mà những người buôn bán này nè, họ càng lớn, họ càng mất đi rồi thì xin thưa bà con cô bác, thì lúc đó giới trẻ nó không mua mấy cái chợ truyền thống này nữa. Thì tự động chợ truyền thống này nó sẽ dẹp đi thôi. Cái cung cầu mà. Thì nhiều người nói rằng đó, để Sài Gòn bây giờ mà phát triển, để Sài Gòn mà thay đổi thì thay vì mà những người già này mình thay đổi họ thì thôi. À, một số người nói rằng thôi giờ bỏ luôn, à, đào tạo lại từ lớp trẻ đó bác. À, và bây giờ ba mấy cậu thấy đúng rồi đó, lớp trẻ giờ kêu đi mấy chợ này đâu thèm đi. À, nó cái gì nó có một hai vô siêu thị gì rồi này nọ, thì
đó. Thì đến khi mà tương lai cái tuổi lớp trẻ này nó lớn lên thì tự động nó sẽ thay đổi lên, thì Sài Gòn mình lại mở ra một cái trang mới. Thì lúc mà những người già mà buôn bán cái chợ này nè, thì đến lượt mà đời con của họ lên thì họ cho ăn học đàng hoàng. Thì đến đời con họ thì họ có một cái công ăn việc làm rồi, thì đâu ai muốn con mình đi bán chợ đâu bác. Xin thưa bà con bác có một điều nghịch lý lắm nha bác. Những người lớn tuổi nè, họ làm ăn, họ làm lụng, họ buôn bán nha, nhưng mà họ không bao giờ họ muốn con mình đi theo cái nghề của mình. Đó, đó là một cái điều hiển nhiên nha bác. Họ tại vì họ thấy cái nghề của mình học tập quá, cho nên họ đầu cho họ cho con mình nó ăn nó học để thay đổi cuộc đời của nó. Và lớn lên họ không muốn thay con mình, thì cứ như thế thì cuộc sống với Sài Gòn từ từ thay đổi. Đấy, ngay chỗ đường Quỳnh Tuấn Đạt nữa bác. Cái trận đạo này hôm qua đi nào, đi bắt ở đây nè. À chưa, tụng xe ngay đây. À, tới đây là vượt lên dòng xe cảnh sát giao thông là ngay góc cửa tư này nè bác. À. Rồi bị bắt là ngay chỗ đường Trần Đình Xu á. À, bên đây phải nè, có bác thấy cái nhà đỏ đỏ này không? Đó bây giờ là tiệm dịch nè, Udon rồi Uchi nè. Hồi xưa đó là nhà hàng tối xe gió đỏ nè bác. À, đây là nhà hàng tối xe gió đỏ. Rồi cái chỗ cầm đồ Lê Chụp nè bác. Hồi xưa đó là nhà hàng Hai Cua. À, đây là trung tâm chấn thương chỉnh hình nè. Trường đi trật tự đô thị. Ba mày rồi nói hả, cái lòng đường lề đường có lấy lại được cho người dân Sài Gòn hay không, rồi nói chung nó thế nào á, là cái lực lượng là cái trật tự đô thị này là cái lực lượng là đảm nhiệm trách nhiệm chính luôn nha bác. Cái khu vực nào, cái chợ búa nào hay cái gì mà có gọn gàng hay không, có bị lấn chiếm hay không, là tất cả đều là phụ thuộc vào cái trật tự đô thị. Bên đây phải là Michael, đây là hồi xưa là hãng gạch bông của Nguyễn Tấn Đời nè, hình như là hãng gạch bông Đời Tân, hãng gạch là Đời Tân. À, cái cổng nằm ngay đây luôn rồi bác, ngay chỗ cái khách sạn này luôn nè, hồi xưa là cái cổng ngay đây. Con đường Lê Hồng Phong bên tay trái bên kia đó là đường Bê Chính Ký. À, đằng góc bên đây nè, bây giờ nó có bãi giữ xe nè, hồi xưa đó là bộ tổng tham mưu đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó bác. Cái thời mà lúc mà hết chuyển giao á, lúc đó là thời của ông Dương Bảo Đại á, quốc Dương Bảo Đại đó, thì nơi đây là bộ tổng tham mưu. Lúc đó thì nó không phải là quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nó là quốc gia Việt Nam, rồi quốc gia Việt Nam của quốc Dương Bảo Đại đó. Thì cái người là tổng tham mưu trưởng đầu tiên đó là thiếu tướng Nguyễn Văn Thinh nha bác. Cuộc đời của ông này là bữa nào đi, bữa nào ba mươi còn quay nhà của ổng là ba mươi còn kể cho bác nghe về cuộc đời của ông tướng Nguyễn Văn Thinh nha. Rồi sau này trại này giờ về trại Trần Hưng Đạo á, thì ra đây bàn giao lại cho quân đội Mỹ. Nó cũng là cái trụ sở mắc bi đầu tiên của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam đó. Rồi sau này quân đội Mỹ giờ cái mắc bi về cái chỗ căn cứ Tân Sơn Nhất á, thì nơi đây được giao về cho Hàn Quốc nha bác, gọi là quân đại Hàn á. Hàng 809 Trần Hưng Đạo. Đó. Bên kia là nhà của ông Bê Chính Ký. Đó, bên đây là lăng mộ của ông Bê Chính Ký nè. Ông Bê Chính Ký này là người gốc ở dưới Cái Mơ đó nha bác. Có lần ba mươi rồi đi xuống dưới rồi dưới cái mơ rồi ba mươi rồi thấy được cái nhà của ông năm xưa. Bên tay trái này có một cái mộ của ông Nguyễn Hạnh Tân nữa nè, rồi bên tay phải này là cái đó có một cái building của Nguyễn Tấn Đời. Xăng bây giờ là 24.910 đồng nha bác, gần 25.000.
bên kia là Highland Coffee á bác, hồi xưa đó là Rạp Văn Cầm. Rồi 30 cầu Vẹo Phải, đây con đường này đường Nguyễn Biểu. Con đường này mình lên cầu Chữ Y nha bác. Sửa lại rồi, hồi xưa ở đây là có con đường đi bộ nè, ngay đây là người đi bộ nè bác. Hồi đó cái cầu Chữ Y này ba mấy còn đi là đi bộ hoài luôn, không phải đi bộ đâu. Tại hồi xưa học viên năm tám mấy đâu có tiền đi xe máy đâu, bác đi xe đạp không à, xe đạp cọc cạch đó, cho nên đi lên nhất trong cầu Chữ Y này đâu có đạp nổi, thành thử ra là xuống đi bộ không à. Và hầu như người dân nào cũng vậy, đi xe đạp lên đây là phải dắt bộ không à. Khu này còn có nhà đầy chỗ quán nữa nha bác. Cái đường bên tay phải nè, hồi đó là đi về Hưng Phú, cái gọi là cái miệt lò heo Chánh Hưng á. Còn cái góc dưới đây nè, cái chỗ cái công viên này nè, hồi xưa đó là bộ cái gì tổng, nó gọi là cái gì ta, cái gì của bên lực lượng Bình Xuyên đó bác. Ba mươi cầu quên rồi, bác có nhớ bác nói giùm ba mươi cầu cái gì tổng tổng gì đó. Giờ bên đó là miệt lò heo Chánh Hưng. Con kênh này là gọi là con kênh tàu hủ nè. Hồi xưa các bác thấy mấy nhà máy tôn thì không? Trước năm 1975 là không có mấy cái nhà máy tôn nào ở đây nha bác. Ở đây là cũng là chỉ có cái ao nước thôi. Đây, để bây giờ bác ngồi quẹo qua cho bác xem. Con đường đó là con đường Nguyễn Thị Tình đó bác. Hồi xưa như nó tên là năm, nó là con đường Khải Định. Nhưng mà con đường Khải Định này được mở ra vào năm 1972 á bác, cùng với là cái chợ Rạch Ông á. Chứ trước đó là cái con đường này không có nha. Hồi đó chỉ con đường Dạ Nam là quẹo trái quẹo phải thôi. Chứ con đường này là mở năm 1972. Bây giờ mình quẹo phải nha. Ở đó bên tay phải qua mấy cầu đây là cũng không có nhà cửa nha bác. Ở đây là toàn là cái ao không à. Đất trống với ao. Đặc biệt là bên đây nè, nguyên cái công viên này hồi xưa là cái ao rau muống đó bác. Cái ao bự lắm, nằm ngay đây nè. Hồi trước năm 1975 bên đây ít nhà lắm. Bây giờ là một cái công viên này, hồi xưa là có cái ao. Có cái công viên nè, có một cái bia để các mày còn coi thử nè. Tại khu vực này những tiếng súng đầu tiên Nam Bộ kháng chiến cướp vũ khí của bác sĩ Nhật trong kho đạn Isaka. Tại đây là tiếng súng đầu tiên năm 1945 đó bác. Này xin thưa bà con bác, bên tay trái ba mày còn ngay chỗ cái chùa này là trước năm 75 không có nha bác. Ở đây như ba mày rồi nó nói á, ao nước nó ráp với bờ sông, không có cái căn nhà nào ở đây hết, kể cả ngay đây luôn đó. Bây giờ các bác thấy nhà cửa nhiều ha. Ở đây có cái nhà thờ Mông Triệu nè. Đây là nhà thờ Mông Triệu, có lẽ là đây là cái nhà thờ mà hồi xưa là chắc có trước năm 75 nè. Nhưng mà sau lưng trong đây nè là mấy cái ao nước luôn nha các bác. Đúng rồi, chính xác luôn. Hồi xưa cái chỗ này hình như là có nè, cái nhà thờ Mông Triệu, mà xung quanh là vẫn là vắng vẻ ao nước. Kể cả bên đây cũng bị cái hố rác, bên đây hồi xưa cũng là cái ao nước nè. Nói chung là dọc bên đây là không có nhà. Đây là cái cầu Chữ Y nè, mình đang đi dưới cái dạ cầu Chữ Y nè.
Rồi qua bên đây trước năm 1975 và năm 68-69 đó bác, thì ra đây có một cái dãy nhà kho dài luôn nè. Bây giờ ba mấy đồ thấy vẫn còn một dãy nhà kho đó, bây giờ vẫn còn một dãy nhà kho dài nè bác đó. Nơi đây hồi xưa đó là kho đạn Itaka của Nhật đó bác, nơi đây là nơi kho đạn nè đó, nguyên một cái dãy nhà nè đó, nguyên cái khúc này nè, đây là hồi xưa đó là cái kho đạn đó bác, Itaka. Bây giờ thì ra đây là phòng khám thú y gì đây, cái gì đây nè, cái trung tâm thú y, hồi xưa ở đây là kho đạn nha bác, một dãy nhà dài nè, chi cục thú y gì nè đó. Đó bây giờ vẫn còn những cái dãy nhà dài nè, hình như là giữ nguyên lại luôn á. Trước năm 75 thì vẫn có một cái dãy nhà dài ở đây, mà năm 1945 thì đây là cái kho đạn. Ở đây có một cái khu bán đồ gỗ nè bác, đồ gỗ này là gọi là gỗ second hand à, chợ đây là gọi là sớm second hand đó bác, chuyên bán mấy cái đồ mà mua đi cái tân trang bán lại đó, có những cái bộ gỗ bộ tủ rồi bác thấy không à, một bộ gỗ bộ tủ bàn ghế nè, bàn là gỗ, họ mua cái bộ gỗ xong rồi họ về tân trang đó, xong rồi họ bán lại. Thì phía trước mặt này là đồ gỗ đó tân trang ha, để mình vô mình mua. Giờ ba mấy đồ sẽ chở các bác vô trong cái hẻm à, trong cái hẻm này nè, đó là chuyên là đồ người ta chưa có tái chế á, chưa có xử. Trong cái hẻm này người ta còn hay gọi là hẻm nhà đèn nha bác. Có bác biết tại sao gọi là hẻm nhà đèn không? Tại vì đó, trước mặt bác có cái trạm biến áp kìa đó, có một cái trạm biến áp. Rồi giờ mình đi về vô ha, vô coi cái sống nhà đèn này như thế nào. Ô cái bàn dài kìa, hầu như là ở đây đồ ta tái chế không á bác. À, mua mấy cái đồ cũ về sau đó cái đánh vẹt đi rồi thay ổ khóa làm thành một cái tủ mới, tủ mới à, gỗ cẩm lai nè, có luôn nè. Mình đi biết đâu mình hên xui mình lựa được cái tổ nó chắc lắm nha à, rã cây cối rồi đó quá thấy chưa. À, trời ơi cái bàn nhớ quá, hồi xưa ba mẹ rồi nhà ba mẹ rồi có cái bàn đó đó, nó mở lên mở xuống tròn. Rồi hết đường rồi, giờ mình ra đó, ở đây là cái gỗ người ta mua mua nguyên thủy ở chỗ nguyên cái trang này. À, đây là cái bàn gỗ nguyên thủy rồi bác, chưa tân trang chưa sửa chữa gì hết nha. À, bắt đầu cái ở đây người ta đem về bắt đầu người ta đánh bóng tủ cái cặp ông rê nha. Trời ơi, nhớ quá nhớ cái tủ cặp ông rê quá. Ở đây hầu như là gia đình ba mươi còn hồi xưa có hết nha. Cái bàn mà bác hình tròn ha, nó gặp hai bên lại đó bác. À, hồi nhỏ hồi đó là gia đình ba mình còn ăn trên cái bàn nữa không à, rồi đây nè về đây bắt đầu tân trang lên nè bác à, tân trang lên ngon lành hơn, đánh cặt đi lên là hành mới cháo luôn như bằng mới vậy đó. Mua nhầm mấy cái tủ gỗ mà như là gỗ mà cũng quý một cái nữa rồi, đánh cặt đi lên là không khác gì giờ bàn mới gỗ mới. Nhưng mà mình phải biết coi gỗ nha bác, không biết coi vô đây mua cũng bị lầm á, không rõ đâu vì nó bán giá mắc lắm. Bên đây nữa này đồ gỗ cũng xưa, cái nghề này bây giờ cũng ngon lắm nha bác. Ờ, giống như đi nhà gia đình ba mươi cò với ví dụ nha, hồi đó có những cái bộ bàn ghế ông cha mình mua thì nó rất là xưa và quý, nhưng mà thời nay ba mẹ còn đâu có thích mấy bộ đó đâu, giờ thích bộ cái salon cái nệm ngồi cho nó sướng đó à, thì đương nhiên bây giờ để cho chi cho chật nhà chật cửa, thế là kêu bán thì mấy người này xuống thì họ bán họ mua được nhiêu họ mua à, họ mua họ chở đi được là cảm ơn họ không hết rồi, để chi cho chật nhà đó. Thời nay giới trẻ nó có biết quý mấy cái đồ gỗ hồi xưa đâu đó, cho nên bán được cái là cho bán liền à. À, bán cái giá rẻ thì đây là bắt đầu người ta mới thu mua lại
thu mua lại xong về Tân Giang lên đó, gặp đúng tay mà đang sưu tầm đồ cổ nữa, thấy trời ơi mua có khi mà một món hàng mua gấp 20-30 lần luôn nha bác, mua giá rẻ bán giá cao. Rồi đây là con đường Nguyễn Thiện Tần nè, trước năm 1972 là đường này không có nha bác. Ở đây là toàn bộ nhà cửa thôi, khu này là khu ổ chuột nè. Rồi sau đó thì bắt đầu người ta mới nâng cấp lên, người ta mở con đường này năm 1972. Hồi đó ba mẹ đồ thường hay đi tới đây nè, không vẹo tay phải. Con đường này hồi xưa nó chỉ giống như con đường hẻm à. Bây giờ nó là đường đẳng cấp rồi nè. Khu này là khu chợ Lâm Thông. Rồi, chợ Lâm Thông quận 8. Chợ Đập Ông quận 8 này cũng được xây dựng vào năm 1972 luôn nha bác. Đây đây hồi xưa cái chợ này là cũng là cái ao nước, ao rau muống. Khu vực này toàn là ao rau muống không à. Rồi đến năm 1972 á, chính quyền bắt đầu người ta mới lấy rác của đô thành Sài Gòn á, người ta đem về đây người ta lắp cái ao rồi ta làm cái chợ. Mà đặc biệt một điều nha bác, khu quận 8 này hồi xưa là người ta còn hay gọi là sở rác nha bác. Trời ơi, cái một bãi rác lớn lắm, nằm ngay chỗ cái khu chạy tới bừng á, rác lớn lắm, bao nhiêu rác đô thành là đổ dồn gì đó. Đến cuối đường này nè, vào tầm buổi chiều á, 4-5 giờ chiều á, ba mẹ còn mua bánh tráng nướng, mà ở đây người ta gọi là bánh đa đó, bánh tráng nướng. Ở đây nè có cái quầy nè, đó tầm buổi chiều là có bán ngay góc này luôn nè, bán bánh tráng nè, bán ô mai nè, bán xí mụi nè, đó bên tay trái ba mẹ còn đây, giờ hết bán rồi. Đường này bây giờ mang tên là đường Nguyễn Thị Tần, hồi xưa nó là đường Hải Định. Giờ ba mấy cầu quẹo vô đường Đặng Chất nha. Hồi đó nó chỉ là cái con hẻm thôi đó bác. Con đường này đó ba mấy cầu đi mỗi ngày luôn á, đi qua đây chăn bò, nuôi dê, nuôi heo. Con đường này giờ nó mở rộng ra nè, chứ hồi đó nó không có rộng như vậy đâu. Thank you.
buôn bán cũng tấp nập quá. Con đường này cũng là con đường chính luôn nha bác, nó là con hẻm mà hồi xưa người dân ta đi riết là thành đường chính luôn. Bên tay trái cái chỗ nhà thuốc Minh Châu rồi bác, cái góc đề đường này nè, hồi đó ban đầu tối về có đói bụng ăn phở tiệm này. Con đường này ở Dương Lân nè, quẹo trái là xuống cái khu sở rác á. Hồi xưa con đường này người ta còn gọi là đường sở rác nha bác. À, bên phải là đường trường Ông Dương Lân, trường tiểu học Ông Dương Lân. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.